Khoảng 21 giờ tối qua, khi đi dạo tại quảng trường 28 tháng 8 thị trấn Trà Sung, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện đám cháy ở khu vực tầng 2 của trụ sở phòng giáo dục và đào tạo huyện nên đã hô hoán và báo lực lượng chức năng. Công an huyện cùng bộ đội và dân quân tìm cách dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xuất phát từ phòng tiểu học, sau đó lan sang phòng bên cạnh. Nhiều tài liệu, đồ dùng bị hư hỏng cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.